Chào các bạn nhé. Video này mình chia sẻ cách nha pha bột bánh xèo để chúng ta chiên bánh xèo nó giòn được lâu nha các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Đó, các bạn xem này, bánh xèo đã nguội rồi, mình cầm tay được rồi nè. Đó. Mà lâu bị mềm đâu các bạn. Đó. Rất ngon luôn, rất ngon giòn luôn. Đầu tiên các bạn mua một bịch bột bánh xèo cho nó tiện nha các bạn. Cái bột bánh xèo này thì các bạn mua hiệu nào cũng được. Như mình thì mình mua hiệu Hương Xưa này. Ở mặt sau người ta có hướng dẫn tỷ lệ pha nước và bột này, các bạn cứ thế các bạn làm theo thôi. Trong bịch bột bánh xèo này thì người ta đã bỏ sẵn gia vị hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể bỏ thêm. Ví dụ các bạn bỏ thêm một ít hành hè tươi này cho thơm, hoặc là các bạn là bỏ thêm một ít bột nghệ nữa để chúng ta chiên bánh nó vàng đẹp hơn. Rồi các bạn có thể bỏ thêm một ít nước cốt dừa. Các bạn mà muốn bánh xèo chiên xong nó giòn lâu á thì trong này người ta hướng dẫn chúng ta pha tỷ lệ bao nhiêu nước, bao nhiêu bột. Thì các bạn không dùng nước mà các bạn thay nước bằng bia, hoặc là các bạn dùng bằng nước soda không đường nha các bạn. Các bạn cứ pha từ từ thôi. Đặt là chúng ta dễ xử lý chứ mà lỏng quá, loãng quá rất khó xử lý nha các bạn. Trường hợp còn bột còn đỡ, mà hết bột rồi là tiêu luôn á. Nên các bạn cứ pha ít bia thôi đã. Rồi các bạn đánh tan lên nha. Có thể các bạn dùng cây đánh trứng, các bạn đánh cho nó nhanh. Rồi các bạn để cho mình khoảng 30 phút cho bột nó nở thêm đi. Một lát là chúng ta chiên bánh nó sẽ xốp, nó giòn hơn.